những dải cây dây leo xanh mướt bao bọc các bức tường tại khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội có độ dài tới 30 mét, tạo khung cảnh tươi mát cho con đường. Mỗi lần đi qua đoạn hầm này, người dân thủ đô thấy dễ chịu hơn hẳn. Bức tường lá rủ vơi đi phần nào nắng nóng đổ lửa của Hà Nội. Được biết, loại cây dây leo xanh mướt bao bọc bức tường là cúc tần Ấn Độ, thường được trồng ở ban công, sân thượng gia đình, tạo thành các tấm rèm che nắng, che mưa, lọc không khí. Cành và các nhánh của cây cúc tần Ấn Độ buông rũ xuống một cách nhẹ nhàng, lá cây dày và xanh mướt quanh năm. Việc quy hoạch những tuyến đường xanh không chỉ giúp thanh lọc không khí, giảm bớt khói bụi mà còn tạo điểm nhấn về cảnh quan, mang đến hình ảnh văn minh, hiện đại của giao thông đô thị. Hầm chui Trung Hòa được thông xe năm 2016, đây là một trong những nút giao thông đa tầng hiện đại bậc nhất thủ đô Hà Nội.